Hello, xin chào cô chú anh chị các bạn đến với ngày hôm nay nha. Hôm nay em có cập nhật thêm hai con bò cái tao nha. Một con Angus siêu đỏ nha. Đây. Một con Angus siêu đỏ và một con kem nha, kem Pháp nha. Con kem Pháp thì xương sóc thì khỏi chê cho chú lúng biếm nè. Con kem Pháp là được 12 tháng nha cô chú anh chị. Con bò kem Pháp này sao xương khuôn nó em đo là 1m3 nha. Còn giữa lưng là 1m25 nha. Nè, xét lưng. Cái lưng chính luôn nha, xe mặt chính luôn nha. Con bò kem Pháp này hay nhá sừng nha cô chú anh chị. Cái dàn chân móng thì khỏi chê, xương rất là to, móng sò nha, cầm đứng thẳng luôn nha. Cũng mới là lợt hoạt nha. Đây, bò này có giá rất là yêu thương nha cô chú anh chị ơi. Bò này có giá là 17 triệu nha, 17 triệu rất là đẹp luôn. Con bò này mua chừng gì về 2 tháng nữa, 2-3 tháng nữa là mình phối tinh được rồi. Bò này nữa sau này nó lên là nếu mà phối tinh vô là có chữa là lên nặng nhất nha cô chú anh chị. Rất là bự, rất là đẹp luôn. Dài đòn thùng lớn nha. Xương chóc thì khỏi chê, đúng miếng là bài bản nha. Đuôi thì lệch phạch nha cô chú anh chị. Còn Angus siêu đỏ này sau sinh khuôn nó em đo 1m2 nha cô chú anh chị. Còn giữa lưng là 1m15 nha. Angus siêu đỏ nha. Cái dòng Angus siêu đỏ thì cô chú anh chị cũng đã biết thì nó đẻ rất là mát sữa nha. Này, này chân bóng này cô chú anh chị thấy không? Cái chân nó như cái cột đình nó tiết chưa? Đúng nè. Lông dài rất là nhuyễn nha. Lông tàn rất là lớn. Đây là sẽ lưng chính nha cô chú anh chị đây. Sẽ mặt. Sẽ mặt, bò này hai sẽ mặt nha. Mà đầu trụ luôn nha. Dòng bò lai thì cô chú anh chị cũng chăm chế bớt nha. Con nó 2-3 sái nữa, như quan trọng nó gì nó đẻ nó mát sữa với lại nó nuôi con tốt rồi được này. Bò tôi hiểu cái tin đó là khi có con là phải chục sái nữa cô chú anh chị. Mà dòng siêu thì cô chú anh chị cũng đã biết rồi. Nó đẻ nó rất là mát sữa nha. Xui sóc thì khỏi chê. Đúng yếm nè. Thùng lớn nha. Nuôi thì đọt bọt nha cô chú anh chị. Con Angus này có giá là 16 triệu nha cô chú anh chị. Nếu hai con bò này ai mua hết hai con thì em sẽ bao ship trong vòng 100 cây số nha cô chú anh chị. Mua hai con mới bao ship trong vòng 100 cây số nha, còn mua một con là không có bao ship nha. Bò Angus rất là đẹp luôn nha. Con này được 10 tháng rồi nha. Con này 10 tháng. Ăn uống rất là tốt luôn. Bò này thì cô chú anh chị dù ăn uống này chưa, cô chú anh chị khỏi chê nha. Trong thời gian qua thì cô chú anh chị cũng đã ủng hộ em, còn em cũng rất là cảm ơn. Và em cũng lên hai con bò này, nếu cô chú anh chị nào có thích thì mua thì cũng được, mà bây giờ mình lên mình xem, mình tham khảo đặt cái vụ góp ý kiến cho em cũng được. Bò này thì chân móng hoàn thiện hết nha cô chú anh chị, em bao tật lỗi nha. Nếu có tật lỗi gì thì nếu mà chú anh chị bắt thì có lợi mình coi nó, mình kiểm tra nó có bị là có gì tật lỗi gì không. Nếu có tật lỗi thì em sẽ nhận bò về và hoàn tiền đầy đủ cho chú anh chị nha. Nhiều khi em lên đây thì nói chuyện, nhiều khi cũng không dân quê mà không có chuyện cũng không lưu lót dữ như chú anh chị. Nếu có gì thì cô chú anh chị cũng thông cảm và bỏ qua cho em nha. Bộ kem rất là dài đòn nha. Xương thì khỏi chê luôn. Nè, xương như cục bình đó. Bò nữa nếu mà có bầu vô là tàn nhất. Tàn nhất là chắc luôn như cô chú anh chị. Nhưng nhắc lại con bò này là có giá là 17 triệu nha cô chú anh chị. Còn con Angus này là 16 triệu. Nếu ai mua hai con thì em sẽ bao ship vòng 100 cây số nha. Còn nếu mua lẻ một con là không có bao ship nha. Rồi nãy giờ cũng như em đã cập nhật thông tin giống như hình ảnh của hai con bò này rồi. Nếu cô chú anh chị nào thấy thích thì mua về để phát triển kinh tế thì alo em. Số điện thoại em để trên màn hình. Đến đây thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn lại những video tiếp theo nha.